Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và đây là Realme 5 Pro. Đấy. Một trong những sản phẩm tầm trung sẽ được bán chính thức ở thị trường Việt Nam một vài ngày tới thôi. Và điều đặc biệt là nó có một cái thông số phần cứng như bản thân mình đánh giá là rất là tốt. Chúng ta sẽ có Snapdragon 712, 8GB và 128GB bộ ở trong. Các bạn thấy sao? Hấp dẫn không? Hấp dẫn không? Và điều đặc biệt hơn nữa là nó có quả mặt lưng phải gọi là cực kỳ ra gì về này nọ luôn đấy. Mình nghiêng ra như này, các bạn có thể thấy chúng ta sẽ có những cái mảng màu này. Đó, làm kiểu họa tiết diamond, họa tiết kim cương ấy. Chất vãi cả đạn luôn. Đó, rất đã. Và cái màu này của mình thì nó có cái màu kiểu dạng hơi green một tí, màu xanh một tí cơ. Mà quay lên thì khó đừng có hỏi để mà thấy được cái màu đó. Chúng ta sẽ có thêm 4 cái camera tất cả. Một camera chính 48 chấm, một góc rộng và hai cái camera cảm biến thì lát nữa mình sẽ chia sẻ sau. Và tay vẫn phía mặt lưng ở đây. Rồi, và bây giờ mình sẽ cùng bạn trên tay nhanh về Realme 5 Pro để xem nó sẽ có những cái gì và liệu trong cái phân khúc mức giá tầm trung thì nó có xứng đáng để các bạn lựa chọn và mua hay là không. Nha. Ngay từ lúc này các bạn cũng có thể tham khảo cái mức giá dự kiến của Realme 5 Pro tại 7S và kèm theo với rất nhiều chương trình khuyến mãi tại đây. Link mình sẽ để phía dưới phần mô tả video và ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn ở cái thiết kế bên ngoài thì mặt trước các bạn sẽ có một cái màn hình kích thước là 6.3 inch và nó sẽ theo kiểu đấy là giọt nước. Giọt nước ở đây thì bản thân mình đánh giá là nó cong hơi nhiều. Thực ra thì nó gọn nhưng mà nó cong hơi nhiều và mình thì đánh giá là mức gọi là khá là ổn thôi chứ không thực sự là quá xuất sắc. Về bên dưới thì các bạn cũng có thể thấy là nó cũng hơi dày nhẹ. Hiện tại bây giờ thì rất nhiều sản phẩm tầm trung đã tố cái phần viền này mỏng đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà Realme 5 Pro thì vẫn hơi dày nhẹ. Nhưng không sao, mình vẫn có thể nói là chấp nhận được trong cái tầm giá tầm trung của nó ở thị trường Việt Nam. Mặt lưng thì sao? Mặt lưng chúng ta được hoàn thiện. Này là bằng nhựa thôi, không phải bằng kính. Nhưng mà với cái màu sắc mà nó phối như thế này thì thực sự là nó tạo ra một cái vẻ gì đấy là ấn tượng đối với ít nhất là người dùng lần đầu tiên nhìn vào. Nó có những đường cắt, nó có những cái họa tiết nghiêng nghiêng chéo chéo các thứ, nó có những cái gì đấy rất là lạ. Và cái kiểu phối màu như thế này thì mình nghĩ là nó sẽ là trend của những sản phẩm tầm trung năm nay. Khi mà mình biết đã có một vài những sản phẩm có cái thiết kế kiểu như thế này rồi, ví dụ như là A50s. Đó. Ở mặt lưng này thì các bạn có thể thấy logo Realme rất là nổi bật, hay là cái cụm camera 4 ống kính thì nó được đặt dọc ở đây. Thực ra đặt dọc ở đây thì nó tạo ra một cái vẻ gì đấy khác biệt so với nhiều chiếc điện thoại khác thôi. Nhưng mà bản thân mình đánh giá là để tối ưu nhất vẫn là 3 ống kính ở đây và một ống kính đặt bên cạnh. Giống như cách mà P30 Pro hay là giống như cách mà Galaxy Note 10 cộng đã từng làm ấy. Thì mình nghĩ là như thế nó sẽ gọn hơn. Nhưng mà bởi vì có cái cảm biến vân tay này đặt bên cạnh, thế nên có thể nói là cái mặt lưng này cũng không đến nỗi quá thô. Mỗi người một nhu cầu, nhưng mình đánh giá là cũng có thể nói là chấp nhận được. Nói về cái màn hình này đi, chúng ta sẽ có độ phân giải đây là Full HD cộng trên cái tấm nền sử dụng đấy là IPS LCD và nó sẽ sử dụng cái kính Gorilla Glass thế hệ thứ 3. Ok, đời 3 là đủ rồi. Tập trung mà, không thể nào đòi hỏi quá nhiều. Phần cứng thì đương nhiên nó sẽ nổi bật nhất với Snapdragon 712 và với cái phiên bản ColorOS 6 này thì nó cũng được thừa hưởng rất nhiều những tính năng xịn sò và cao cấp của một vài những dòng sản phẩm cao cấp hơn. Ví dụ như là một trong những tính năng mà thậm chí là Oppo Reno không có, đó là cử chỉ vuốt hai cạnh màn hình. Đó, cái tính năng vuốt như thế này thì chỉ có Reno Zoom 10X mới có thôi. Nhưng bây giờ với cái phiên bản giá tầm trung của Realme, chúng ta đã được sở hữu những cái tính năng như thế này. Hay là với cái giao diện mà các bạn cũng có thể thấy là nó có thêm một cái khu vực App Drawer, tức là hoàn toàn những cái ứng dụng được gói gọn vào đây, thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể tìm kiếm ứng dụng một cách nhanh hơn. Đó, kiểu như vậy này. Đấy, ví dụ tìm kiếm Facebook nhanh hơn rất là nhiều. Băng băng. Còn đương nhiên là với Snapdragon 712 và 8GB RAM thì hiệu năng khi mà các bạn game gủng các kiểu bây giờ thì có lẽ cũng không phải nghĩ quá nhiều. Và chắc chắn thì mình sẽ làm những cái video đánh giá chi tiết về khả năng chiến game của cái máy này sau. Nhưng mà cơ bản thì các bạn có thể yên tâm bởi vì Snapdragon 712 đã từng xuất hiện trên một vài sản phẩm trước đây rồi. Nên là chúng ta cũng không cần phải quá đắn đo về cái vấn đề này. Máy sẽ có viên pin dung lượng khá là tốt là 4035mAh và đương nhiên nó sẽ có USB-C, có công nghệ sạc nhanh. Và cái điều cực kỳ hay đó là chúng ta sẽ được tặng kèm ở đây sạc nhanh VOC 3.0. Ta-da! Nó sẽ giúp cho các bạn có một cái thời gian sạc tốt hơn rất nhiều so với những sản phẩm cùng tầm trong phân khúc mức giá này. Vốn chỉ loanh quanh sạc nhanh đâu đó tầm 15W hay là 18W. Con này thì lên tới 20W và cái quan trọng là cái thời gian sạc của VOC thì nó được tối rất là ngon, chứ nó không giống như nhiều sản phẩm chạy Qualcomm QuickCharge á. Nó sẽ sạc nhanh đến một khoảng thôi, sau đó nó sạc chậm lại. Có lẽ là mình sẽ chia sẻ thời gian sạc cụ thể ở cái máy này sau nhá. Rồi,
sợi cáp đương nhiên cũng là USB-C rồi. Và một trong những cái điều mình đánh giá khá là cao trên cái Realme 5 Pro này chính là việc nó giữ lại cái giác cắm tai nghe 3.5mm. Thế nên các bạn có thể vừa chơi game, vừa sạc, vừa đeo tai nghe một cách rất là bình thường, thoải mái, yên tâm. Rồi, bây giờ quay sang đến cái camera một chút đi. Thì đương nhiên là chúng ta sẽ có một cái ống kính chính với độ phân giải là 48 chấm rồi. Và khẩu độ của nó khá lớn, f1.8 với kích thước cảm biến đấy là 1/2 inch. Anh em yên tâm là cái cảm biến này thì nó quá là quen thuộc trên rất nhiều sản phẩm tầm trung rồi, nên là chất lượng có thể nói là được đảm bảo. Realme 3, Realme 3 Pro cũng đã có khả năng chụp hình rất là tốt, thế nên là với Realme 5 và Realme 5 Pro thì có lẽ cũng không cần phải đắn đo quá nhiều. Các bạn sẽ có một cái ống kính 8 megapixel góc rộng ở đây nữa, và chúng ta sẽ có tính năng ultra wide kích hoạt ở đây rất là nhanh. Từ đủ sáng thì cũng ok, và quan trọng hơn cả là các bạn sẽ có hai cái ống kính phụ nữa. Một ống kính sẽ là 2 chấm đo độ sâu trường ảnh để giúp các bạn xóa phông tốt hơn, và một ống kính là macro. Và điều đặc biệt là trên cái Realme 5 Pro này chúng ta sẽ có một cái ống kính macro. Ở đây sẽ có một tính năng gọi là siêu macro này, các bạn bấm vào thì nó sẽ có thể giúp chúng ta lấy nét cực kỳ gần. Ui dồi ôi, đây các bạn có thể thấy này, mình có thể lấy nét vào gần tận từng tí một ở cái con Mochi này, rất là đáng yêu. Bấm chuột này, tạch, tạch, thậm chí là vân tay của mình, tạch, lên hết luôn. Ui, đã vãi. Và trong khi đó nếu như chúng ta sử dụng ống kính thông thường thì không thể nào nó có thể chụp được ở cái chỗ đoạn này. Các bạn thấy sự khác biệt chưa? Và cái ống kính này nó sẽ chỉ có độ phân giải đấy là 2 chấm mà thôi, tức là 1600x200 á. Thế các bạn cũng sẽ không thể nào yêu cầu được chi tiết quá nhiều. Nhưng mà cơ bản là nếu mà chúng ta chụp macro như thế này thì trong một vài những trường hợp đủ sáng thì các bạn vẫn có những cái trải nghiệm thực sự khá là ngon được với nó. Ok, và các bạn nghĩ sao về cái Realme 5 Pro này? Bản thân mình đánh giá thì nó sẽ có sức cạnh tranh được, đặc biệt là trong cái tầm giá tầm trung chính hãng của nó thị trường Việt Nam. Nó có những thứ mà nhiều đối thủ khác của nó không có. Hãy chia sẻ phía bên dưới nhé. Và đừng quên là ngay từ lúc này các bạn cũng có thể tham khảo cái mức giá dự kiến của Realme 5 Pro tại Việt Nam thông qua Sevenet. Mình sẽ để link phía bên dưới phần mô tả video và ghi comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.